hai vợ chồng kia kìa mới cưới về mà con vợ nó không cho đụng chạm gì tới trơn á. Xong cái vợ hai vợ chồng chia tay luôn. Nóng lên thì cũng có tán vợ vài bạt tay. Rồi em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Duy Năng, em đến từ Đồng Tháp. Năm nay 28 tuổi. Nghề nghiệp em là em hớt tóc nam. Còn mời em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy Oanh và em đến từ Sóc Trăng. Công việc hiện tại của em là chuyên viên make up và thợ uống tóc. Em năm nay 24 tuổi. Em có một bé trai được 4 tuổi. Vậy hả? Dạ. Cái chuyện mà các em quen nhau chắc chắn là nó sẽ dính líu gì đó đến tóc đúng không? Lần đầu tiên mà hai chồng quen nhau thì lúc đó thì em mới có 15-16 tuổi à. Cái hai vợ chồng cứ xem radio á. Cái em mới gọi điện em yêu cầu cái nhạc. Xong rồi cái anh này ở Đồng Tháp say rượu mà nhưng mà vẫn bấm lên số điện thoại của em. Xong rồi điện làm quen, nói chuyện được khoảng vài lần. Xong rồi cái khoảng 1-2 năm sau gì đó, cái anh điện thêm một lần nữa. Lúc đó là anh có người yêu rồi, chia tay buồn bã gì đó không biết nữa. Thời gian sau nữa thì xuống quê em ở Sóc Trăng hẹn gặp nhau. Nhà thì em nói mẹ là mẹ ơi con quen cái anh ở Đồng Tháp nha, ngày mà ngày mai là nó xuống nha. Cái mẹ nói là mày coi chừng nghe, coi chừng cái thằng nào nghe nó giả bộ nó quen mày, nghe nó bán qua Trung Quốc luôn. Đó. Chị muốn hỏi em là khi em gặp em nhìn cái đôi mắt buồn của anh em ấn tượng cái gì? Không, em có là em lần đầu tiên gặp không? Em nhìn cặp lông mày em sợ. Chứ biết nó thế nào. Đúng không? Thích không nè, bây giờ thích không? Gặp dạ, thích liền được. Không? Mẹ của anh cũng đi theo nữa. Mẹ em nói là đó là mẹ chưa đi chơi, cái chở mẹ theo chơi cho biết cầu Mỹ Thuận rồi cầu Cần Thơ rồi với anh. Với lại một phần trên đây là mẹ cũng đang kiếm vợ cho em, chứ mẹ cố tình nói đi theo chơi chứ không biết sao. Chủ yếu là đi dạ. Muốn coi mắt cô này. Dạ. Còn em gặp cô này thì em có thích liền không? Đúng. Nói chung là cũng được đối với em đó. À là dạ. Được phải không? Vợ em rủ em với mẹ em về nhà vợ em chơi. Khi mà về á, về trên nhà em nè, cái mẹ nói là ừ nhỏ đó được đó mày. Xin mày... hình, xin hình đi về nó. Đồng ý đi. Trời, sao mẹ với mẹ nói chuyện với người ta. Tại khi trước em về em có cầm thêm một tấm hình của vợ em. Về cái anh chị nhìn vô nó ừ nhỏ này được được, cái thúc em vô. Dạ, nếu cũng vô rồi lúc đó em cũng đồng ý rồi. Gặp vài lần sau là cưới đó. Như vậy gặp lần thứ mấy thì mới muốn cưới? Gặp hình như lần thứ ba là cưới rồi. Dạ cưới khoảng 3 tháng là cưới luôn. Đến lúc đám cưới tụi em còn nguyên á. Để ta hỏi lời, ta hỏi chơi gà đi. Hỏi gà gà cái gì? Rồi bây giờ nè, vậy là hai đứa chưa có gì gọi là đi lố đà đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy chắc chắn cái đêm tân hôn chắc vui lắm rồi. Dạ đêm tân hôn nói chung là vui thì cũng có vui, nhưng mà tại vì mình làm đám mà mấy ngày liên tiếp anh mệt rồi vô hai chồng mà anh em mới ngủ. Rồi đó tóm lại là mệt. Là không có đêm tân hôn. Là đêm không? Đó không có tân hôn. Không có làm ăn gì được. Có đúng không? Cũng rồi mẹ em đâu có cho đâu. Tại vì em sợ. Em đâu có cho nghĩa là đâu. Sợ đúng không? Dạ đúng rồi. Đêm thứ mấy? Sau đám cưới bao nhiêu ngày? Khoảng một tuần á anh. Một tuần? Dạ. Trời ơi tội nghiệp nhỏ không? Cám treo một tuần mà em chưa được ăn. Dạ Vui không? Thực hiện móc ôm đâu có cho đâu. Em nằm sát vô vách không à. Cái xong cái mấy dì với bà con của anh Năng ở nhà chơi á. Cái mới nói là ôi trời, có hai vợ chồng kia kìa mới cưới về mà con vợ nó không cho đụng chạm gì tới trơn đó, không cho mà đạp xuống sàn đó. Xong cái hai vợ chồng chia tay rồi mới cưới được mấy ngày hả? Trời đất ơi. Cái nghe nói cái em sợ. Em sợ cái tối lại đụng cái em mới cho chứ thôi là dứt khoát không cho luôn. Trời ơi. Rồi như vậy là sau khi đám cưới về, tại vì tụi em không có cái thời gian gọi là yêu nhau, tìm hiểu nhau, với lại cũng là mới lớn nữa, mới làm dâu nữa, cho nên trong nhà trong cửa có cái gì không? Mới đầu thì cũng hơi mệt. Lúc đó thì em chưa có mở tiệm, chưa có làm tóc. Em phải đi làm thuê cho người ta. Còn anh này thì lúc đó thì anh cũng đi làm, cũng đi làm thuê công nhân nữa. Chủ nhật mới gặp anh được thôi. Mà ban ngày thì em đi làm rồi, em không có nhà. Mà ban đêm về thì ban đêm là anh đi làm mất tiêu rồi, không có gặp. Khoảng thời gian mà em đang mang thai em bé khoảng 2 tháng, vợ chồng cự cãi nhau rồi cái em dặn em bỏ về quê, về nhà ba mẹ em. Mẹ em đi xe đò từ Đồng Tháp mà đi xe đò về Sóc Trăng ha. Bạn em cứ khóc suốt luôn gì nè. Cái khóc suốt về nhà mẹ hỏi mày đi đâu rồi, xách đồ đạc nhấp hết trơn à. Vợ chồng con mày đâu? Cái em mới nói là em với anh cựa lộn, em buồn quá em đi về. Mẹ la, mẹ nói là tại vì con gái á, mẹ gả đi rồi. Anh chị xui mà có điện á, nói gì hoặc là gửi về sau đó thì ba mẹ nhận, chứ anh chị xui chưa nói tiếng nào hết. Mẹ không cho về. Hoặc là mẹ cho về khi nào mà có hai vợ chồng thuận thảo vui vẻ. Xong rồi về rồi cũng... về cũng hòa thuận lại về với nhau cũng dạ. Rồi có khi nào hai vợ chồng cự cãi rồi đánh lộn nhạo không? Cũng có quê nhiều lắm dạ. Có anh có đúng không? Dạ. Mỗi lần đánh ai thắng?
Ảnh thắng. Em ít ướt đụng vô em là em khóc mất tiêu rồi. Vậy hả? Sao mà vậy? Sao đánh vậy? Trong khi tính em hay nóng, vợ em thách em á, đánh đi, ồ nóng lên thì cũng có tán vợ vài bạt tay. Trời ơi, tát vài bạt tay. Tại vì cái tính gia trưởng em thì em không thích theo cái thời xưa mà nó gì. Tính em là em không có chịu nổi cái gì mà để trong bụng mình phải nói ra hết đi xong rồi muốn nói em lại gì thì nói. Tính em thì cũng hay ít nói anh. Vợ em thì hay nói nhiều, ngồi nói em hoài, đôi khi mệt thôi, em quạo cái em giận bập lên. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn bập không? Không, bây giờ đỡ rồi, cũng không kinh nghiệm được dần. Giờ nói chuyện lại rồi, chứ hồi trước mà lấy ảnh về tối ngày không nói chuyện. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hiện tại em lấy nhau được 6 năm ạ. Như vậy trong 6 năm qua, tật xấu của vợ em có nhiều không? Nghiện Facebook nè. Nghiện Facebook. Dạ, với lại xem phim tập mà xem phim tới 1-2 giờ phim. Nghiện phim. Dạ, hay tin người, đôi khi khách vô làm á, người ta nói xấu về em á, vợ em cũng tin luôn. Trời. Mình nói chuyện khoảng vài câu cái bắt đầu cái ổng nói ngang mình hoặc là ổng giận dữ với mình đó. Cho nên là khách bắt gặp những lúc đó, cho nên là khách nói liền, khách nói là trời chồng cô khó tính quá, hoặc là chồng cô chắc cọc cằn với cô dữ lắm. Nhưng mà cái đó là đâu có gì đâu, phải là nói xấu, đó là góp ý xây dựng. Rồi giờ tới em đó. Rồi tới em luôn. Rồi em khui đó nghe. Nói chung thì ảnh chỉ có một cái tật xấu thôi là chơi game thôi. Chơi game suốt rồi đâm ra những cái chuyện nhưng mà bị trầm cảm luôn đó. Không nói chuyện, cứ tối ngày bấm vô nè, xong rồi cái cứ chửi cái gì hoặc là nói gì trong đó. Khi mà mình bận công chuyện gì đó mình nói anh ơi, giữ bé giùm em, đút con, đút cơm cho con ăn cho em. Mệt quá à, làm đi. Ổng thì ổng có hai cái vũa dơ nha. Mỗi lần cái ông móc luôn mũi xong là cái đầu chét vô. Mà chuyên gia luôn, em là cứ te tua hết trơn. Lần quần áo tay chân bất cứ đâu hoặc là cái gì dơ mình mấy ông dơ phải không? Bắt đầu ổng chét giấy chét xong ổng chét cho mình của em là suốt luôn vậy luôn đó. Có tặng bông, tặng hoa gì cho vợ, tặng quà, tặng bông, dạ, tặng không. Hoa. À, anh Năng thì hồi trước giờ thì cái lãng mạn này chưa có. Đôi lúc cũng muốn ổng tặng hoa, tặng quà cho mình giống như là ngày sinh nhật của mình, nói nhẹ thôi, không nói chuyện được rồi chút qua điện thoại cũng được. Cuối cùng không, không có nói tiếng nào hết. Không tặng bông, không tặng bánh luôn. Dạ không. Anh tệ quá vậy anh. Lý do là do mắc cỡ phải không? Ờ hình như vậy đó anh, đúng. Tại vì con trai ở quê nghe vụ là mắc cỡ. Thôi em ơi, em binh vừa phải không thôi. Phải em có dưới quê không? Có, tôi quê lạc mà. Vậy tại sao em đâu có giống như anh này? Không phải, em lãng mạn mà lố luôn á. Nhưng mà binh thôi, bắt người ta sửa đi chứ binh có gì. Chưa đi, chút mới khuyên. Rồi ví dụ như là mỗi lần đi ăn tiệc mà đi bên cạnh em thì có trưng diện được không? À không, em cũng làm nghề tóc mà lúc nào mình ra mình cũng sửa sạn từ trên xuống dưới. Chứ còn ổng ha, ổng đi theo mình ổng mặc không bao giờ mang giày luôn, mang dép bình thường không, rồi mặc quần áo phòng, áo thun cá sấu bình thường, áo thun bình thường đó, quần tây, quần jean. Nhiều khi mà mấy cái quần jean mà cũ nó rồi nó ông bỏ qua đi cũng một hai cũng mặc lại, mà trong khi vợ đang diện đồ đẹp nè, mặc đầm mà quấy nhìn qua không qua đây nhìn thấy quái cậu luôn đúng không hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà khi mà đi một mình á thì cứ cầm cái lượt chảy hoài. Một mình thì trưng diện nhưng mà đi với vợ thì xề xòa. Đúng rồi, không chịu, là không chịu sửa sạn. Nhiều lúc sợ người ta nói trời con vợ mày đâu sửa sạn quá trời mà chồng không sửa sạn. Nghe khó chịu quá, phải hỏi liền sao kỳ vậy em? Sao vậy? Đi chung với vợ không phải là không sửa soạn nhưng mà cũng được. Cái chuyện mà em đi một mình á, nó cần vô những cái chỗ mà lịch sự. Dạ. Không phải, dạ. Không có. Vô những cái chỗ lịch sự thì phải cần ăn mặc đồ nó... Chỗ lịch sự theo em mặc đồ đàng hoàng là đi đâu? Giống như đi họp, tại em cũng có làm ở ngoài xã này, cũng làm nhân quân là khi đi họp. Nhân đây thì em muốn Năng thay đổi điều gì? Chỉ cần ảnh hay nói chuyện với em hoặc là bớt chơi game lại, rồi dành thời gian cho vợ, cho con, chơi với con là được rồi. Con em có nghiện game không? Dạ cũng bắt đầu luôn. Nó rồi có thích coi máy tính bảng không? Dạ, coi suốt ngày luôn. Và khả năng bị cận thị rất cao nhé. Dạ. Và bởi vì ba nó không bỏ thì làm sao? Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Yeah. Em muốn con em không cầm điện thoại thì trước tiên em đừng bao giờ cầm điện thoại trước mặt con mình. Nói hay lắm. Tôi tự hào chưa bao giờ cầm điện thoại trước mặt con tôi. Đâu da cá đấy. Không hả? Không cá không, tôi thấy ông live stream lâu lâu thôi. Hả? Đó rồi tới em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nói chung là em mong muốn vợ em là coi phim thì khoảng có giờ giấc là tranh thủ ngủ, với lại là muốn vợ đừng có tin người quá là được. Như vậy thôi anh. Đừng tin người quá. Dạ. Đừng cả tại tin vì quá. Ở ngoài không có ai tốt đâu. Người trong nhà chỉ tốt hơn nhà ở ngoài. Ta nói xấu vô không à.
bây giờ vậy nè, cái cặp này á là tình con là năm nay mấy tuổi rồi cưng? À dạ con em 4 tuổi hả chị? 4 tuổi là cái dạ. Như anh Thuận anh nói á, là cái xác suất mà để bé cận thị thì có bộ hơi bị nhiều. Đúng vậy. Bởi vì nếu chơi với mẹ thì phải ngồi dí mắt vô màn hình hoặc là điện thoại hoặc là truyền hình để coi phim. Dạ. Đúng không? Còn qua chơi với ba thì cũng phải dán mắt vô điện thoại để mà chơi game. Thành ra là cái nhu cầu của cháu sẽ là bị hướng theo ba mẹ thì là sẽ rất là mau cận. Dạ. Đó là một cái thứ hai nữa là bạn này á thì có một cái điều mà chắc tới bữa nay mới kiểu mà nói ra nói rất là thật, mắt rơm rớm là bớt coi phim đi. Tại vì sao biết không? Em coi phim nhiều thì bạn này sẽ có một chút chạnh lòng là sao nè, nè. Ví dụ như nè, ở trong phim thì có nhiều những nhân vật có những cái ông chồng rất là ga lăng, rất là này kia nọ, đúng không? Và vợ thì cứ mắt chữ O, miệng chữ A rồi say đắm nhìn, hiểu không? Cái kiểu vậy thì tự nhiên chồng cũng có một phút chạnh lòng nữa. Sao kỳ vậy? Tôi cũng chồng, tôi ngồi đây mà lo dòm truyền hình nó khen chồng ai không à? Chứ không khen mình, ví dụ vậy. Đó là có một cái cảm giác chắc chắn nó sẽ thoáng qua như vậy, đúng không? Đó, rồi còn bên đây á, thì vợ thì cũng chạnh lòng giống như em vậy đó. Dạ. Có nghĩa ủa sao kỳ vậy ta, sao đi với mình bộ mình cũng đâu phải là trời mình đẹp mà mình biết ăn biết diện mà lý do gì tại sao mà chồng đi với mình không bao giờ ông cảm thấy là ông không có thích khi mà đi với mình, ông không có hãnh diện khi mà đi với mình hay sao, ông cứ cảm thấy ông đi là đi đang cho có, ví dụ vậy. Cái cảm giác đó đối với người vợ nó rất là đau lòng. Dạ. Đó, đau lòng lắm. Là tại vì không phải chồng mình không biết diện, chồng mình biết diện, mà tại sao khi đi mình không diện. Đó là hai cái mà sẽ có những lúc các bạn sẽ thoáng qua như vậy. Mình lấy nhau cũng lâu rồi, mình cũng có con cũng 4 tuổi rồi. Yeah. Thì chị thấy là cái thời gian mà các bạn cảm thấy gần như vợ chồng là một thói quen, nó đến nhanh quá. Đúng không? Đối với các bạn. Dạ. Tại vì nó mới chỉ là 6 năm, con thì mới có 4 tuổi. Người ta mấy chục năm người ta bên cạnh nhau thì lúc đó nó mới là thói quen. Còn bây giờ vẫn phải là sự khát khao, sự đam mê khi mà hai vợ chồng được ở bên cạnh nhau. Thì các bạn phải làm sao á, trong cái không khí gia đình bạn phải là như vậy. Thực sự cái người phụ nữ Việt Nam á, gần như là 10 người như một á, lúc nào cũng cam chịu, lúc nào cũng không dám sống thật với cảm xúc của mình. Giống như cảm xúc của mình á, nhiều khi mình muốn anh trời ơi bữa nay hai mình để con ngủ riêng chỗ đi rồi hai mình không bao giờ dám nói. Yeah. Mà cứ để chồng đón ý á, kiểu như là chỉ mong muốn có một ánh mắt hay là một cử chỉ, một cái gì để cho chồng hiểu, nhưng chồng không bao giờ hiểu điều đó. Chồng chỉ sống bằng cảm xúc và bằng cái đòi hỏi của bản thân mình thôi. Thì thành ra là các bạn có một cái cơ hội là các bạn lên đây, các bạn tham dự với chương trình. Yeah. Thì các bạn sẽ xem nhiều những cặp vợ chồng khác, và từ đó mình đúc kết ra những cái mà mình nên thay đổi cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó thú vị. Tại vì cái cuộc đời của mình nó nếu mà nói là dài thì cũng dài, mà nếu mà ngắn thì cũng nói là ngắn được. Đó, cho nên lúc nào mà còn được ở bên cạnh nhau, còn được gần nhau thì phải tận hưởng hết và mang cho nhau thực sự những điều hạnh phúc. Cái đó là chị cảm thấy như vậy để đôi mắt của bạn bớt buồn đi. Cũng giống như em nói đó, em cũng rất muốn có một sự lãng mạn ở anh này. Thì hôm nay đến với chương trình em có thể gửi đến cho cô ấy một lời nói lãng mạn hay một cử chỉ gì đó thật lãng mạn, tình cảm với vợ mình. Hay quá anh Bin, hay quá anh Bin, hay quá. Đó, nói đi. Anh chị em có nhìn đâu. Không giờ đâu mà em không khán giả nhìn thôi. Nói thêm cái gì nữa đi. Để nói cố là gắng anh thay đổi những cái tật xấu của anh. Ra ngoài cũng vậy luôn nha. Rồi thì anh sẽ cố gắng thay đổi. Có bao giờ nói anh yêu em chưa? Hình như chưa. Rồi nói đi, nói còn đi. Chờ gì nữa. Ủa anh ơi, anh yêu em. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái đà để cho mà những lời nói yêu thương, những cử chỉ thật là lãng mạn sẽ đi đồng hành cùng với hai vợ chồng của em. Rồi, mắt người quen của chị. Con rể tôi. Dạ. Yeah. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào Quốc Thuận. Không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. À, em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai, mẹ Mai Hường Dân. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ.
Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Ở lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực mà em hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai và Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Ừ. Wow. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái cứ theo chồng đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả đó. Nghe gọi sao chú cũng nhận hết á. Đó. À, Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con có giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp là. Đó. Chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. 32. Là 11 tuổi ạ. À. Nhưng mà có 11 thôi đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì? Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi. Và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá. Và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt, dặm phấn, thấm mồ hôi. Thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn. Đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi. Đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay mà chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng ở luôn. Lấy lợi luôn. Lâu sau bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con xuất thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì á là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là thấy là con thấy sung sướng đúng không? Đẹp này. Chưa nữa nè, ánh mắt của bạn ánh mắt lúc mà nhìn vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Đã. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mà đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đẹp. Lúc đó là còn xuyến sẵn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các cái vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đời ân oán đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ui em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Đúng rồi, là fan của con. Phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của bộ phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy. Có nghĩa là kiểu
lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thích thôi ạ. Hơi thích thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích thích rồi đó. Tuy nhiên là cả hai đứa đều gặp nhau đều hơi thích thích. Thích. Đó. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên ngày. Lạc liền. Rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy, nó cũng nó cũng bớt thích đi một chút đấy. Cô ấy, cô người ta mới 21 tuổi mà. Cô lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20 à. Vừa bước đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy, gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay lúc sao? Đấy là con quay xong rồi. À đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ồ. Nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11 12 cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không mất luôn ý. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu lận. Tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín rất trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Mình phổi nữa. Đấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Rất là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi sao trong đầu mình vợ mình có mặc áo khoác mà. Không, áo khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy. Nhìn thấy hết các đường cong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở? Nó mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy là nhìn nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó rất là hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy.
Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không? Tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau rồi, đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ nhung ảnh đúng không? Khó ngủ. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn. Đến 11 rưỡi 12 giờ. Còn tại sao không? Sao con quay không, về, không quay về phòng trọ mà lại quay về nhà mình? Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Lúc đó mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác, và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng là chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác. Chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em muốn cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà, ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy, thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm ạ. Một năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố lắm ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ mà dẫn nhau đúng không? Dạ. Sao thì vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn, thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau ấy, thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im ạ.
Đến ngày thứ ba cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay chiều hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế thế kia thì ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ạ. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, không. Tức là ô thế chú không hiểu à? Ủa rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau đấy, cãi nhau thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Nhưng... thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ nào không thì... thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng nên rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống? Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu? Lúc đấy là em thực sự là em bảo, lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai. Và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh, bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Là khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi, nhưng mà cái tay nó to quá, tức là nó đè sang cái chỗ cái tim. Chứ không có phải chủ đích là bấm tim không. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi, đúng không? Chắc bị chặn rồi. Chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Rồi khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là... đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu, là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn, đốt giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ dục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật luôn. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch á. Lúc đấy là... mới á, mới tầm mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Ồ. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con?
Thì đúng đó. Thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không ạ, không. Hay là con làm KOL luôn là quảng cáo sản phẩm rồi cái thứ đấy á. Đi chị gì ta hiểu không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sau đó rồi vậy là em bé rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả viết rồi dạ, em bé vâng con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy. Dạ. 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nha. Rồi bây giờ là đã nhận phim đại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Vì coi như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm. Nếu đi. Nếu nhiều khi là có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất không thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có đứa nữa thì sao? Thì lại tiếp tục nghĩ nữa à? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế xếp, rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm ạ. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngứa mắt, thôi vợ lui ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người riêng mình con là em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không du được, giúp việc cô giúp việc cũng mới cũng không du được, nhưng mà con lại du em bé ngủ được. Đấy, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm á. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mà nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, có chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Đó, các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Hạnh phúc là lựa chọn thế thôi nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ. Chương 2 em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn, lôi thôi. Nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng tới về là cãi nhau ạ.
mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không lèm bèm, về nhà ngủ luôn. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy, thì con cũng rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, thì con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là nhậu, đi ăn với sinh nhật ạ? Ăn sinh nhật bạn bè. Bạn bè là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà cũng khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là đấy anh hả? Tặng. Vâng. Ủa chứ cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bớt xong bây giờ bớt luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Nhưng mà được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn ra là kiểu anh ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Cứ từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng. Ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc không? Vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen, rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đấy là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai của anh là anh nhắc anh lập lại nhiều lần giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn không tả tim mà. Nghĩa là bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy. Nghĩa con bảo là
anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế, và em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, hiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo, rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là tôi, hai vợ chồng em ok rồi. Hai vợ chồng em mà không có, gần như là không có cái thực ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không, để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Thế nhá. Cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào, cô không biết nhé. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ, đúng giấc. Làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn, khéo nói, không có thả thính đâu. Tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn á, là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì là con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con biết. Lúc mà thôi. Yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình chưa, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà đó. Những cái người mà fan họ quá, nhưng mà đó là trước đây phiền. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Đó, cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cô. Không tỏ có tỏ tình. Tỏ tình là tỏ gì? Không có tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đó. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đấy, cho đấy. Tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy phọt con. Mình đẹp mà. Trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, ơi. Quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua, đó là sự lựa chọn. Và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn.
nha. Xin cảm ơn.